Sau đây là thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về tình hình thực địa tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam. Ngày hôm nay, thì các tàu của Trung Quốc tiếp tục bảo vệ giàn khoan trái phép ở 3 hướng và tổ chức thành từng tốp, từng nhóm ở khu vực cách giàn khoan trái phép khoảng từ 7 đến 11 hải lý và sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng để ngăn tàu các lực lượng chấp pháp của Việt Nam với cường độ cao hơn đang làm nhiệm vụ trên vùng biển chủ quyền của ta. Cụ thể, trong ngày hôm nay, Trung Quốc đã sử dụng 119 tàu với 38 tàu hải cảnh, 13 tàu vận tải, 19 tàu kéo, 43 tàu cá và 6 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan 981 trái phép. Các tàu của Trung Quốc đã bố trí bao vây và tấn công các tàu của Việt Nam từ 3 hướng xung quanh giàn khoan. Phía đông gồm 2 tàu, phía tây 2 tàu và phía nam cũng có 2 tàu. Trong ngày cũng có 3 máy bay trinh sát Y-8 hoạt động tại khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng từ 300 đến 500 mét và một máy bay chiến đấu tại khu vực. Chưa dừng lại, ngày hôm nay tiếp tục nhiều cuộc va chạm của tàu Trung Quốc đối với tàu của ta ở khu vực giàn khoan. Các tàu hải cảnh, hải tuần, tàu vận tải của Trung Quốc tổ chức thành từng tốp, từng nhóm ở khu vực cách giàn khoan từ 7 đến 11 hải lý và chúng sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng để ngăn tàu kiểm ngư và tàu cá Việt Nam hoạt động trên khu vực này. Tàu cá của Trung Quốc với số lượng khoảng 43 chiếc với sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh đã hung hăng, manh động và tiếp tục vây ép, chủ động vượt lên trước sau đó lùi vào tàu cá của Việt Nam để tạo hiện trường giả là tàu cá Việt Nam đâm va vào các tàu của Trung Quốc. Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, giàn khoan 981 đang có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng đông đông nam. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam tiếp tục kiên trì bám trụ tại hiện trường giàn khoan, đồng thời tổ chức đấu tranh với cường độ cao trên khu vực giàn khoan từ 7 đến 10 hải lý để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.